hello các bạn nhé thì hiện tại bây giờ tại cái bàn làm việc này của mình mình đang sử dụng hai cái máy tính và mỗi bộ máy tính ấy, thì mình sẽ có một bàn phím và một con chuột riêng nhưng mà mình cảm thấy là cái bàn làm việc này của mình nó càng ngày nó càng chật mà để tới hai bàn phím và hai con chuột thì nó vướng víu quá cho nên là mình đang nghĩ ra một cách làm sao mà mình chỉ xài một bàn phím và một con chuột thôi cho hai máy tính để cho được tiện lợi cũng như là gọn gàng thì mình vừa mới nghĩ ra được một cách trong video này mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm ha. Ok, ta bắt đầu thôi. Rồi, ở đây các bạn có thể thấy nhá, mình có hai bàn phím và có tới ba con chuột. Thì thực ra như thế này, hai bàn phím là xài cho hai máy riêng biệt và mình đang xài hai con chuột này, con này và con này là xài cho hai máy tính riêng biệt nhau. Thì các bạn thấy đó, trên cái bàn làm việc có chút xíu này mà quất hai bàn phím rồi hai con chuột nó vướng quá cho nên mình quyết định là bây giờ mình sẽ bỏ bàn phím này ra bàn phím này nó có dây này các bạn nha có dây này mình bỏ nó ra đi bỏ nó ra mình không xài bàn phím này nữa vướng quá vướng quá thôi cổ lỗ sĩ rồi đi chỗ khác chơi con chuột hai con chuột có dây thôi đi chỗ khác chơi bỏ luôn đi chỗ khác chơi các bạn nha đấy thì bây giờ mình chỉ còn một con chuột này và một cái bàn phím này. Bàn phím không dây, sướng đúng không? Rê tới rê lui, khỏe. Đấy muốn để chỗ nào cũng được, ngon lần. Con chuột <laughs> ngon lần luôn, để chỗ nào cũng được, khỏe re. Đó. Thì uh, bây giờ cái máy tính của mình thì cái máy tính đời cũ cho nên là trên cái mainboard nó lại không có tích hợp sẵn bluetooth. Cho nên mình phải có một cái thiết bị gì đó để mình kết nối với lại bàn phím và con chuột này thì uh, hôm nay mình uh, vừa nhận được một uh, món hàng mà mình uh, order trên Lazada và người ta vừa mới giao cho mình xong đây là một cái đầu thu Bluetooth của hãng Earth Green hãng Earth Green này mình đã review rất là nhiều lần cho các bạn xem rồi sản phẩm của họ xài rất là sướng thì bây giờ mình sẽ mở cái sản phẩm này ra cho các bạn coi nha thì cái sản phẩm này khi mà ship tới tay của mình luôn á nó có giá là 168 000 727 đồng Đây 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 Mình sẽ bóc vào cho các bạn coi Hãng Ước uh, này á Người ta gói hàng rất là kỹ các bạn Mình rất là thích cái cách uh, đóng gói của Earth Green Cũng như sản phẩm của họ thì tuyệt vời Họ phải chê Phụ kiện rất là ok các bạn nha Đây mình sẽ bóc tem ra Rồi nó phê À còn gì ở đây Ôi giời có gì không hết chưa mình được tặng một cái dây Vecro các bạn ha. Cái dây này là cái dây để chúng ta bó dây điện này. Khá là ok. Đó, được tặng một cái dây này. Cái dây này thì bên Ugreen người ta bán đâu 15 16 000 ngàn dây các bạn. Đấy, chút xíu này thôi nhưng mà bạn đắt lắm. Bạn nào mà xài phụ kiện của Ugreen các bạn biết đấy. Giá rất là chua nhưng mà chua mà nó chất các bạn nha. Rồi, đây là cận cảnh của em nó các bạn. Ugreen USB Bluetooth 5.0 adapter. Đây đây là một cái USB thu Bluetooth uh, version 5.0 thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn uh, tất cả những cái thiết bị uh, Bluetooth mà xài cái chuẩn 5.0 các bạn nha. Được uh, bảo hành 12 tháng. Nhưng mà mình thấy là bên uh, Green người ta ghi là bảo hành tới 18 tháng cơ. Nghe thật. Rồi, cạnh này thì xanh lè có gì? À cạnh này là một số cái thông tin của Ugreen. Các bạn có thể coi đây ha. À, thì à, những cái à, USB này à, các bạn có thể là kết nối được với loa Bluetooth ngon lành luôn, à, rất là ok nha, đóng gói khá là ok. Bây giờ mình sẽ mở ra nhé. rồi lấy hết ra đi. Ok, chúng ta sẽ có một cuốn à, sách giải. à, cuốn sách giải của Green chúng ta sẽ có một đĩa driver thì uh, theo như cái hướng dẫn của nhà sản xuất đấy thì người ta nói là tất cả những uh, USB Bluetooth version 5.0 đều phải cài driver các bạn nha còn uh, cái thằng mà version 4.0 trở về trước ấy thì không cần phải cài driver mình cũng không hiểu lý do vì sao mình nghĩ uh, nó càng đời mới thì nó càng không cần driver chứ mà cái này 5.0 thì lại phải driver các bạn ạ rồi đây cũng là Sắt giải luôn Sắt giải luôn các bạn nha Đấy. Hướng dẫn uh, cài driver các kiểu này Ok vứt qua một bên đi Driver mà bây giờ Mà chơi cái đĩa CD này Thì chỉ có khóc tiếng Hán thôi Đâu còn đầu đọc đĩa CD nữa đâu Mà chơi cái kiểu này vỡ mồm luôn Rồi để qua bên đi Đây các bạn hộp rất là to Nhưng mà chúng ta chỉ có một cái chỗ chút xíu này thôi Đây là cái uh, USB Bluetooth rồi lấy ra làm sao đây ok các bạn mình đã lấy ra được rồi đây Nó như thế này nó sẽ có cái logo của Earth Green đây các bạn ha có một cái lỗ nhỏ nhỏ đây mình nghĩ chắc là cái đèn hồi trước thì mình cũng có review cho các bạn một cái usb bluetooth của ugreen luôn nhưng mà cái version cũ là 4.0 thì phải Nhìn nó không có được uh, ngon lành như cái này, nhìn nó mỏng manh yếu đuối lắm. Đây, đây nó có cái logo Bluetooth này, mình nghĩ chắc ở đây sẽ có cái đèn. Rồi ok, mở nắp ra nha. Ui giời, cứng quá. Đây các bạn. USB này thì chỉ cần là USB 2.0 thôi, chứ không cần phải 3.0 làm cái gì hết. Đấy nó chỉ đơn giản thôi các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình à, cắm vào và mình à, test thử cho các bạn coi nha. Rồi thì ở đây mình có một cái máy tính như thế này và bây giờ mình sẽ tiến hành là mình kết nối cái con chuột này của mình vào cái máy tính này thông qua cái Bluetooth ở Green mà mình vừa mới cắm vào máy. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem trên máy nó đã nhận được cái USB Bluetooth chưa nha. Chuột phải ở đây, mình chọn Device Manager này. Rồi Bluetooth coi thử coi đây là bluetooth 5.0 adapter các bạn ô oh, có lẽ là nó đã nhận rồi đó các bạn có lẽ là đã nhận rồi bây giờ mình sẽ thử dò coi xem sao nha các bạn nha đây mình sẽ cho này xuống đi mình vào đây mình chọn setting rồi mình chọn bluetooth device đây này rồi mình sẽ chọn add device chọn bluetooth bây giờ trên con chuột này mình sẽ đưa nó về cái vị trí số 1 đi Tại vì vị trí số 1 là vị trí đang trống Mình sẽ đưa vị trí số 1 và mình nhấn giữ nó một lúc Bạn thấy số 1 nó chớp chớp lên này để cho nó phát Bluetooth ha Thì bây giờ trên máy tính ấy, bạn thấy là nó đã hiện lên MX Master 3 đây rồi Mình sẽ chọn nó Cực. Ok, connect rồi rồi, connect một phát là bạn thấy số 1 nó đứng lại liền, nó không chớp nữa. Đây bây giờ mình di thử nha. Ôi rồi ôi, ngon quá, đần luôn. Ôi rồi hiện lên Master 3 đây luôn. Quá là ngon các bạn nha. Quá là ngon luôn. Ôi rồi ôi, ngon quá các bạn ơi. Đấy, một phát êm luôn. Đó, vậy là bây giờ là cứ thế <laughs> dùng con chuột này hai máy tính luôn tại máy tính kia là mình đã kết nối vào cái vị trí số 2 của mình rồi đó, nên là giờ cứ xài vậy thôi rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là kết nối cái bàn phím này với máy tính luôn. Thì trên bàn phím này á nó sẽ kết nối được với ba thiết bị qua Bluetooth các bạn ha. Qua ba phím là phím Q, phím W và phím E. Thì mình đã có cái video nói về cái cách kết nối rồi. Thì cái phím chữ Q này á mình đã sử dụng để kết nối cái máy tính bên này rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng phím W hoặc phím E để mình kết nối với cái máy tính bên đây. Rồi đầu tiên ấy, mình sẽ sử dụng phím Function và phím W ha. Giữ phím Function và W 3 giây để cho cái phím W này nó chớp lên. Bạn à, thấy không? Phím W đang chớp chớp liên tục này. Rồi bây giờ tại máy tính mình cũng sẽ vào cái mục uh, Bluetooth này, setting Bluetooth, mình cũng chọn add device. Và mình cũng chọn Bluetooth. Bạn thấy không? Nó quét ra liền RK61 chuẩn 5.0. Tại vì cái uh, bàn phím này ấy, bạn nhìn này, nó hỗ trợ hai chuẩn luôn là 3.0 và 5.0. Thì cái uh, USB Bluetooth của mình nó là 5.0 Thì mình sẽ chọn 5.0 cho nó ngon Nó vừa bắt được xe này Vừa tiết kiệm được pin nữa Mình sẽ chọn 5.0 ha Rồi Kết nối liền các bạn thấy không Connect liền Ngon lặt Bây giờ mình thử bàn phím mình coi này Đó Ok chưa Quá sướng luôn Quá tuyệt vời luôn Đúng chưa Rồi tắt đi Tắt đi Đấy Vừa chuột bàn phím Xài sướng Giờ kết nối vào này Gõ thử Ha search thử à, Chu Động Phú coi xem hôm nay uh, web của mình đã lên được Google chưa nha Ok bạn nhìn này đầu tiên là YouTube của mình này Ô bạn ơi web của mình hôm nay đã lên được Google rồi các bạn nha bạn nhìn thấy chưa đó web của mình hôm nay đã lên được Google rồi chả cần sell chả cần siết gì cả tự nhiên mấy bác ăn bánh kem vào chửi mình tá là âm binh hết thế là mình được lên Google luôn <laughs> Mình chưa làm sao làm gì cả bạn nhé Đó, ok ngon lành rồi, thấy không? Đó, bàn phím chạy ngon lành ha. Này. Đó. Kết nối hai máy tính. Quá tuyệt vời luôn các bạn nha. Hello các bạn thì vừa rồi mình vừa mới chia sẻ cho các bạn xong cái cách giúp bạn có thể là sử dụng một bàn phím và một con chuột cho hai cái máy tính riêng biệt hoàn toàn luôn mà không cần phải cắm dây hết rất là thuận tiện vô cùng các bạn ha Thì đây là cái cách mình dùng để mình bố trí cái bàn làm việc của mình Làm sao cho nó được gọn gàng các bạn Bởi vì cái không gian nó quá là chật hẹp Thì nếu như bạn nào mà đang rơi vào tình trạng giống như mình Mà bị cái không gian làm việc nó quá chật hẹp Mà bạn muốn nó được rộng rãi hơn, gọn gàng hơn Thì các bạn có thể sử dụng cái chiêu này của mình ha Rồi cái video này mình xin được tạm dừng tại đây Rất cảm ơn các bạn theo dõi Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo Bye bye các bạn